Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Đinh Hoàng Nhân ha. Thì hổm gài nói chung phân tích cái drama đâu cũng mệt rồi, hôm nay mình đi giải trí một bữa đi mọi người. Ra cái giường lại á, hôm bữa là mình chừa lại hai ổ ong mật đó. Hôm nay mình ra mình quay lại coi coi cụ thể là như thế nào rồi. Hôm nay nó ba lớn rồi, cũng gần tới tháng mưa rồi nên chúng ta thu hoạch luôn. Thì đây là rừng nguyên sinh hay giáp với nhà em bên đó ha. Đó, nhà em đó. À, bên đó là vườn sầu riêng. Thì để ra thăm coi, để lâu quá trời coi không biết làm sao. À, thì em có gào lưới là hết nha mọi người, gào lưới là hết luôn ha. Đó, đây là nguyên cái khu rừng. Ồ, ổi chín quá trời mọi người ơi. Ôi, ổi trái bự rồi nè. Ổi rừng này là ổi rừng nha mọi người, không có trồng nha. Đó, em quay cho mọi người coi nè. Đó, không có trồng mà trái nó bóng lưỡng vậy đó. Đây là rừng nha. Đâu bẻ ăn trái ăn thử coi. Đây là rừng nguyên sinh nha, hổng gài thì phân tích drama mệt rồi. Giờ đi giải trí đi ha mọi người. Ngon lắm mọi người, không có miếng sâu luôn. Đây là ổi gừng nha, không có trồng gì hết luôn á. Thì vô thăm coi là hai ổ ong mình như thế nào rồi. Dạ, có rất là nhiều cô chú anh chị hỏi á, là mật ong đâu mày bán hoài, coi năm sau coi là coi như thế nào hả mọi người. Mà coi nè, nó cứ này nó nhân bản ra hết trơn à. Nhân ổ này ra ổ kia nó nhân rất là nhiều. Thì em chuyên bán mật ong nguyên chất ha. Số điện thoại em là 0939 167 517. Em bán mật ong nguyên chất 100%. Nếu như có pha trộn hoặc là có gì em bao test toàn bộ và bảo hành 1 năm để trong chai thủy tinh ở ngoài nha mọi người. Đó, ai mua từ 2 lít trở lên em tặng cho một cây sáp. Số điện thoại em là 0939 167 517. Đó. Đây là gừng nguyên sinh toàn bộ ha, để em quay xa xa cho mọi người thấy nè. Đó. Rồi. Hai ổ mà bữa hổm em chừa lại, em nói là còn hai ổ để dưỡng lại đó. Thì đây, tới rồi đây. Đó, mọi người coi cục đen ha. Đó, thấy chưa? Một cục đen trên đó. Thôi thôi, để em quay ngược lại cho mọi người thấy nha. Em quay ngược lại, em quay ngược camera lại cho mọi người thấy. Đợi em chút nha. Đây, để em quay cái camera ngược lên sao cho mọi người thấy nè. Đó, trong này là nó dày ổ luôn nha mọi người. Đó, mọi người thấy cái ổ bự ở trên là hồi mình thu hoạch đó, là cái ổ đó là gần 2 thước đó. Ổ đó hổm em nói chừa lại tới tháng 10 đó mà cuối cùng không chừa được, bên đây ổ nữa nè. Đó, rồi dưới này ổ nữa nè. Đó, mọi người coi dưới này nè. Đó, nhìn thẳng vào bển mọi người thấy không? Đó, nhìn thẳng qua em quay gần gần lại nè. Đó, đó mọi người thấy chưa? Nói chung là bây giờ năm sau là dữ lắm, nhiều ổ nó cứ đóng khích nó nhân ra không. Đó, ổ bự trên đó là một nè. Đó, rồi bây giờ em quay xuống cái ổ dưới cho mọi người coi nghe. Đây là ổ bự nha. Nè, ổ dưới nè. Đó, thấy không? Mọi người thấy ổ dưới không? Trên dưới là nó sát bên luôn. Rồi bắt đầu chúng ta đi vòng quanh đây nha, đi vòng quanh đây ngổ nữa nè. Nó sát bên không à. Nói chung là ở đây á, là không biết mọi người hỏi làm sao mà ong mật đâu đóng nhiều. Nói chung là nó nhân ra nè, mọi người đi vô đây nè. Đây, để em đi vô. Đó, mọi người thấy không? Đây ngổ nè, là tổng hết là ba ổ rồi đó. Xung quanh hết là tổng hết ba ổ. Thấy chưa? Có một cái cục chút xíu gì mà nói ba ổ rồi đó. Mọi người hỏi ở đâu? Đây xô em chuẩn bị sẵn luôn rồi nè. Đây. Đó, cái xô đỏ em chuẩn bị sẵn là chuẩn bị đốt luôn. Nói thẳng là chuẩn bị đốt luôn. Đốt ở này luôn, đợi cái chú đốt mật ong vô là em đốt luôn á mọi người. Đó, còn qua bên kia một ổ mọi người thấy là đen xị luôn kìa. Ổ bự dữ lắm, ổ này là bự dữ lắm nha mọi người. Mọi người nhìn bên đó nha. Nghe đó đó, thấy chưa? Đó, em quay gì cho mọi người thì thầy dễ thấy đó. Một ổ này nè nè, đó, đó. Em chỉ ngay cái tay em luôn nè. Đó, mọi người thấy không? Ổ dữ lắm ổ nha. Nên là trong vòng vòng đây không là gần 5-6 ổ đó, có một cục nhỏ xíu gì luôn nè. Em quay có một cục nhỏ xíu á. Nói chung là video này là không hề có cắt ghép gì nha mọi người. Ở đây là em quay trực tiếp cho mọi người thấy luôn đó. Hôm nay là ngày 19 tháng 3 của Chủ nhật á. Thì em quay cho mọi người thấy là như vậy. Là một chút nữa em thu hoạch luôn rồi em làm cái clip lúc em quá dắt mật em làm cho mọi người luôn. Ha. À, nếu ai mua mật ong của em bảo đảm 100% nguyên chất, em bao test, à, bao thử gì hết luôn. Tức là mật ong từ trong ổ này dắt ra. Là sao là em sẽ bán như vậy. Cứ 2 lít là em tặng cho một keo sáp. Thường là em lấy hết luôn á. Nguyên một cục này không á, là nó gần mấy ổ luôn á mọi người. Là tổng cộng hết trơn nãy giờ là 5 ổ rồi đúng không à, mọi người hỏi ở đâu mà mật ong đâu mà đốt hoài. Mà ông này là ông gừng nguyên si. Mọi người coi gừng nè. Đó, thấy không? Em quay trực tiếp luôn á. Đây, nhà em trong đó kìa. Đó là vườn sầu riêng nhà em đó. Đó, em quay cho mọi người thấy trực tiếp đó. Em không có giấu giếm gì hết.
Rồi bây giờ tới giai đoạn đốt thì em không dám ở đây. Em nói thiệt á, giờ chỉ ngồi chờ đợi đốt thôi, chứ giờ đấu tố nhau hoài mệt quá, lên nói đà ma hoài mệt. Giờ nay giải trí rồi hả mọi người, à, nhớ mua mật ong ủng hộ em làm kinh phí đang làm phân tích cho mọi người đồ luôn, đúng không? Giao lưu với nhau luôn. Số điện thoại của em là 0939 167 517. Ê, lấy cái xô qua luôn, lấy cái xô qua luôn. Đó, bắt đầu là mình chuẩn bị đi đốt nha mọi người. Sợ lắm, nói chung là ông này là nó hung dữ dữ lắm luôn. Mọi người thấy nãy em quay ba ổ cho mọi người thấy đó, nó hung dữ lắm. À, mọi người đợi em chút là giai đoạn lấy vô em quay cái ổ trực tiếp cho mọi người coi nó bao lớn ổ, tại nãy em quay trên cao đó. Chứ thật sự cái cây này thì nó đóng trên cây bị bái mọi người, mà không ngửi mọi người gần là cây tràm Đà Lạt đó. À, thì em nói cho mọi người biết là như vậy ha. Rồi bây giờ tới giai đoạn dắt mật thì em ghép cái video vô cho mọi người thấy ha. Hai cái ổ hôm nay là phá cái lực Guinness luôn nha quý vị. Ổ này lấy nguyên con ông già, ông non gì lấy hết nha nè. Ông già nè mọi người coi nè. Đó. Đó, cái ông già nè. Cái cục gạch này là 8 tấc, 6 tấc nha. Đó. Đó mọi người coi. Đó này là hai ổ mà ông già, ông non gì lấy hết nè mọi người nè. Ông già bay được nha. Ông già này bay được á. Đó. 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 Coi là gụ sẽ ngâm vô như vậy, keo sáp cho mọi người như vậy nè. Đã có khử đồ hết luôn. Ha. Nên là ai mua thì cứ ủng hộ em, cứ 2 lít em cho một keo như vậy. Một keo này á, là đặc biệt là trong này đã có nửa lít rượu rồi. Ờ, xin lỗi là nửa lít mật rồi và 4 lít rượu gốc như thế này. Đây rượu gốc nè. Đó. 4 lít rượu gốc. Đó. Rồi trong đó là ngâm. À, từ cho đó quý vị thấy ha. Đó là chừng là trị giá khoảng 800 ngàn đồng một keo nha. Ai mua từ 2 lít trở lên thì ok. À, là được tặng một keo đó miễn phí. Rồi cảm ơn cô chú anh chị nha. Nào mọi người coi lại hai ông phát cái lực nè. Đó. Thấy chưa? 2 mét đây. Đây coi. Đó. Mọi người coi cái cục gạch đó nha. Coi cục gạch 6 tấc á. Coi cái ổ này bao lớn. Nha. Rồi, mọi người coi mật nó đây. Mọi người coi mật nó nè. Đó. Thấy ổ bự gì chứ cũng có nhiều mật nữa chứ. Khoảng 8 lít mật mọi người. Đó. Ổ bành kỳ luôn, trên 2 thước. À, một ổ trên 2 thước vậy đó mà có 8 lít mật, chưa được 8 lít mật. À, mọi người thấy không? Chứ đâu phải là gì đâu. Nói chung là chưa được 8 lít mật. 7 lít mấy à? Chưa được 8 lít. À, cái ổ mọi người thấy rất là lớn đúng không? Rất là lớn, nhưng mà cuối cùng nó cũng có như mật mới dắt ra mọi người dắt nè. Nó còn bọt còn ấy không nè, thấy không? Nè, ga nó lên nè. Đó. Ga đang chuẩn bị lên luôn đó. Nhưng mới dắt gần gàng như vậy là em dặn vô chai là em đóng em đưa cho quý vị luôn. Ai mua từ 2 lít trở lên được tặng keo sáp vậy luôn đó. Nói chung là nguyên si vậy luôn. Mà con này nếu mà có pha chế hay có gì thì em chịu trách nhiệm hoàn toàn và thường hết cho quý vị là tiền vốn lẫn lời gì em thường hết. Nói chung là mật ong này bảo đảm nguyên chất 100%. Quý vị để ở ngoài, không nên để tủ lạnh nha. Để ở ngoài. Đó, bảo hành 1 năm. Đó. Ok cô chú anh chị.